Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm nhâm dần Ngày này là ngày bính ngọ tháng giáp thìn năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giá đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc cao trần, giờ mậu tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy ngày bính ngọ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên hà thủy kỳ tuổi canh tý mậu tý ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục sông với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu, phá mão và tuyệt hời. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu tí, canh tí, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm tuất, canh tuất, canh thìn. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an tán, sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa đặt giường sao lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho giao dịch sao dân nhật thời đức tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thiên ngục sáu mọi việc sao thiên hỏa sáu về lập nhà sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao phi ma sát kỵ về giá thú nhập trạch sao quả tú sáu đối với cưới hỏi Đặc biệt, đó, ngày 23 tháng 4 năm 2022, tức là ngày 23 tháng 3 năm nhâm dần, ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, Dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Chính Đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022 mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022 với bạn tuổi tí bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo trải qua một ngày thường xuyên có cảm giác căng thẳng và mệt mỏi do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông tí ngọ mạo dậu gây ra. Và với bạn tuổi tí, bạn hãy tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan để có được một ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn với mình trong cái chuyện tình cảm của bạn thủ tí ngày thứ bảy này đối với những bạn đang còn độc thân có thể sẽ nhận được sự quan tâm tới từ những người khác giới song với bạn cũng chớ có nên vội vàng tới với bất cứ ai đôi bên cần phải có nhiều thời gian hơn để hiểu rõ về nhau hơn nữa May mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn là người thông minh và có tài, so với bạn lại dễ hài lòng với bản thân mình, không muốn cố gắng nhiều hơn. Và với bà tuổi Tý bạn nên thay đổi cách suy nghĩ của mình và đặt ra những mục tiêu có tham vọng hơn nữa. Đừng có dậm chân tại chỗ mà để cho người khác vượt qua mặt mình bạn tuổi Tý nhé vài câu quý cho bà tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: từ vi tuổi giáp Tý thuộc mệnh Kim suy nghĩ cực đoan khi gặp phải những vấn đề khó khăn; từ vi tuổi bính Tý thuộc mệnh Thủy căng thẳng, nóng nảy khi làm việc, dễ hành động thiếu kiểm soát; từ vi tuổi mậu Tý thuộc mệnh Hỏa giữ khoảng cách với những người khác phái; từ vi tuổi canh Tý thuộc mệnh Thổ hãy sống lạc quan hơn khi nhìn nhận sự việc; từ vi tuổi nhâm Tý thuộc mệnh Mộc. Hãy lập ra những kế hoạch cho tương lai của mình với tham vọng nhiều hơn nữa. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 85, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu ngọ tương hại, điều này làm cho bạn tuổi Sửu rất có thể sẽ đánh mất đi sự điềm tĩnh và chắc chắn vốn có của mình. Với bạn tuổi Sửu, bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động khiến cho nhiều người cảm thấy khó đoán và khó có thể chiều lòng theo ý của bạn ở giữa tập thể với bạn mệnh tuổi Sửu nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, cái điều này sẽ gây ảnh hưởng tới bầu không khí xung quanh. Và nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi với bạn tuổi Sửu, bạn nên cho bản thân mình được phép nghỉ ngơi và không nên cố gắng làm việc quá sức trong ngày hôm nay bạn tuổi Sửu nhé. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn lại đang rất tốt đẹp. Nửa kia của bạn luôn có được sự dịu dàng và thấu hiểu. Và nếu như bạn tuổi sửu đang có chuyện gì căng thẳng thì bạn cũng đừng có nên giấu ở trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy. Cho dù người ấy không thể giúp đỡ trực tiếp gì cho bạn nhưng điều này cũng sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn qua tâm sự với người ấy, chia sẻ với người ấy bạn tuổi sửu nhé vài câu quyết cho bà tuổi sửu trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim hay thay đổi không kiên định với mục tiêu của mình từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy tính khí thất thường khiến cho người ngoài khó hiểu từ vi tuổi Kỷ sửu thuộc mệnh hỏa không nên giữ mọi chuyện mọi việc ở trong lòng từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên làm việc gì quá sức từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tâm sự với nửa kia để tìm ra cách giải quyết vấn đề và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 58, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi sáng hơn và bạn tuổi dần bạn trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các lựa chọn quan trọng bạn thường nhanh chóng bắt tay vào công việc khi đã hạ quyết tâm so với bạn cũng chớ có nên hấp tấp vội vàng kẹo lại mắc phải những sai sót không đáng có bạn tuổi dần nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần, bạn cũng cần phải chú ý thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình. Với bạn nên tự nhắc bản thân mình, một khi bắt tay vào công việc gì đó, bạn cần phải kiên trì hơn trong khoảng thời gian dài. Như vậy thì mới mong thấy được thành quả mới xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra nhé ngày này bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng, điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng đang phát triển được tốt đẹp, hai người luôn tôn trọng nhau và hiếm khi nào có sự bất hòa. Mỗi ngày tình cảm của hai người lại càng thêm gắn kết và nếu như bạn đang còn độc thân thì chính bạn cũng là người gặp nhiều may mắn vì có được sự thu hút từ ánh mắt của mọi người nữa nhé vài câu quýt cho bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy quyết định vội vàng dễ mắc phải những sai sót từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nhiệt tình bắt tay vào công việc từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ gia đình hạnh phúc các thành viên trong nhà có được sự hòa hợp từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc dễ bộ cuộc dựa chừng khi gặp phải những điều không như ý từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia Vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 85, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn với bạn tuổi mão đang phải chịu nhiều điều kiện gây bất lợi cho bạn trong khoảng thời gian này và ngày hôm nay bạn nên chú ý nhún nhường một chút dù thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không nên đối đầu trực diện vì rất có thể sẽ có nhiều thiệt hại mà bạn không thể nào lường trước được. Và dù làm gì trong lúc này, với bạn tuổi mão cũng cần phải hết sức cẩn trọng, chậm mà chắc sẽ tốt hơn cho bạn trong ngày hôm nay nhé. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn, không phải ai cũng sẵn sàng để lắng nghe sự thật về những hành vi ứng xử của họ. Thế nên với bạn tùy mão trong ngày hôm nay, bạn hãy cố gắng để tránh những xảy ra mâu thuẫn không cần thiết bằng việc đừng nói những lời quá khó nghe, lựa chọn lời mà nói cho vừa lòng nhau bạn tuổi mão nhé. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Mão lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Điều này sẽ đưa tới những điều kiện thuận lợi để cho bà tuổi Mão cải thiện được tình hình sức khỏe hiện tại của bản thân mình. Và nếu như bạn cảm thấy khó ngủ thì lúc này với bạn cũng sẽ tìm được ra cách thức phù hợp với bạn nhận ra được một điều rằng tầm quan trọng của giấc ngủ sâu cho nên không còn lơ là như trước nữa vài câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy đừng có cố gây ấn tượng với ai kẻo lại hoài công vô ích từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đón nhận bất cứ sự việc nào xảy ra với mình với tâm thế chủ động từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ hãy tự tin với những cách thức mà bạn đang thực hiện từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tránh nối những điều khó nghe vì sẽ làm sứt mịa trong mối quan hệ tình cảm từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim lắng nghe sự góp ý của người khác sẽ tốt hơn cho bạn rất nhiều và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 64, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Thìn, thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi thìn bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỏ. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay gặp khá nhiều sự may mắn. Với bà tuổi thìn, có thể sẽ sở hữu một khoản tiền kha khá do bạn đang có được vận trời ban. Bạn cũng sẽ gặp được nhiều cắt tinh trợ mệnh với bạn, rất có thể sẽ trúng thưởng, trúng số hay là nhặt được khoản tiền kha khá. khá. Và bạn Thủ Thìn hãy biết sử dụng món tiền đó một cách hợp lý và biết tích lũy cho tương lai của mình, phòng tránh những trường hợp bất tắc xảy ra với mình nữa bạn Thủ Thìn nhé. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn, bạn cũng không nên dựa dẫm quá nhiều vào những đồng tiền từ trên trời rơi xuống. Và nếu như bạn trúng thưởng, trúng số thì bạn hãy coi đó là một điểm may mắn với mình. Không nên suy nghĩ tới việc dựa hoàn toàn vào đó mà không chịu cố gắng bằng chính sức lao động, chính sức lực của mình bạn tuổi thìn nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn, đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người lớn tuổi trong gia đình đang rất hòa thuận. Vì vậy, đối với những người còn trẻ tuổi có thể sẽ tham khảo những lời khuyên từ những người đi trước nếu như bạn đang bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn cho bản thân mình về câu quyết cho bà tuổi thìn trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có được cơ hội nhận được khoản tiền do trúng thưởng trúng số tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nhận được khoản tiền thưởng kha khá xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp chia sẻ những khó khăn với mọi người. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, chớ nên phụ thuộc vào khoản tiền may mắn từ trên trời rơi xuống. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, tôn trọng và quan tâm tới người thân của mình. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp. 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022. Với bà tuổi tỵ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn rất có thể sẽ có một nhân vật mới mẻ nào đó sẽ mang tới cho bạn có được thật nhiều nguồn năng lượng và sự hứng khởi trong ngày hôm nay. Và đây cũng là lúc để cho bạn tuổi tỵ học hỏi để đón nhận và chia sẻ chính nhờ thế mà bạn sẽ trưởng thành hơn và có được cơ hội trải nghiệm một ngày thật ý nghĩa đến với mình. Ngày này với bạn tuổi Tỵ, những cảm xúc mới mẻ, thú vị dường như đang tuôn trào ở trong con người của bạn khi bạn đang gặp được ngày có thực thần chia chở. Vậy thì đây cũng chính là cơ hội tốt để cho bạn bộc bạch với mọi người xung quanh, nhất là đối với những người mà bạn tin tưởng, sẵn sàng để chia sẻ những ưu tư ở trong lòng mình. Và bạn tự ngọ, bạn có biết mình cũng là người rất tri kỹ và hết lòng vì bạn bè, ai kết giao được với bạn là phúc cả đời cho họ nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này sẽ không tốt cho khía cạnh sức khỏe của bạn mệnh trong ngày hôm nay. Và lúc này với bạn tuổi tỵ trở nên suy nghĩ quá nhiều kéo lại khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Có những việc chỉ cần xem nhẹ một chút, nghĩ thoáng ra một chút cho lòng được nhẹ nhõm sẽ tốt hơn cho bạn và những người xung quanh nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi ất tỷ thuộc mệnh hỏa được nhiều người yêu mến nhờ thái độ tốt của bạn. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ chi tiêu có kế hoạch tình hình tài chính được ổn định. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc dễ dàng tiếp thu những ý kiến của người khác. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim chớ tính toán thiệt hơn quá nhiều chẳng để làm gì đâu. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 68, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mão. từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi ngọ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, ngọ ngọ tự hình. Điều này nhắc nhở bạn tuổi ngọ đừng có để cho sự ganh tị của những người xung quanh khiến cho bạn cảm thấy buồn lòng trong ngày hôm nay với bạn tuổi ngọa bạn hãy nhớ rằng đó là vấn đề riêng của họ chứ không phải là của bạn việc của bạn là nỗ lực làm tốt những gì trong khả năng có thể của mình như vậy thôi cũng là đủ rồi trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ, tốt nhất là bạn nên tạo khoảng cách với đám đông khi bạn đang gặp ngày có thương quan gây họa. Với bạn tuổi ngọ, bạn nên có những kế hoạch tự chủ, độc lập riêng của mình. Các hoạt động cá nhân sẽ mang lại hiệu quả cao hơn các hoạt động nhóm trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi ngọ, đừng có chỉ chiều lòng ai đó mà phí thời gian của mình bạn tuổi ngọ nhé. Và ngày thứ bảy này với ban tuổi ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Điều này sẽ không tốt cho những ai đang mắc các bệnh mãn tính. Do đó, với bạn mệnh tuổi ngọ chớ nên chủ quan, ngoài việc uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, thì dù bạn làm việc gì cũng chỉ làm vừa sức, không nên ham công tiếc việc mà lại làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân mình, bạn tuổi ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, công việc gia đình, vợ chồng nên cùng nhau gánh vác. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nhận được sự tin tưởng lớn lao của cấp trên và đồng nghiệp. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa đừng chỉ làm việc cho xong, hãy cẩn trọng hơn. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tránh đổ lỗi khi xảy ra sự cố, đừng có lo sợ mà phạm phải sai lầm. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tâm lý không ổn định nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọa trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 23 số 77 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá Tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Ngọa Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn có được những cuộc trò chuyện rất thú vị trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được một nhân vật đáng ngạc nhiên nào đó thông qua cuộc tòa chuyện ấy với bà tuổi mùi sẽ hiểu thêm về bản thân cũng như là chính người ấy lắng nghe bằng tất cả trái tim sự chân thành của mình thêm vào đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này sẽ đại diện cho tài lộc sản nghiệp và tài vận của bạn xuất hiện vào lúc này cho thấy với bà tuổi mùi đang có được chỗ dựa vững chắc có thể là vì bạn đã có được khoản tiền tiết kiệm đảm bảo cho cuộc sống của mình và nếu như bạn muốn thử sức trong việc kinh doanh gì đó vào thời điểm này thì bạn cũng có thể thử sức nếu như bản thân bạn chắc chắn rằng đó là việc hợp lý ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh, cả điều này sẽ hỗ trợ cho những ai muốn cải thiện những công việc liên quan tới vấn đề về tiền bạc, nhất là những ai đang làm các công việc như là kinh doanh, buôn bán online. Lúc này với bạn, rất có thể sẽ tìm thấy được nhiều cơ hội mới mẻ khá tốt cho bạn trong việc kinh doanh. Tuy nhiên, bạn tuổi mùi cũng đừng có chạy theo lợi nhuận, hãy phục vụ khách hàng bằng cái tâm của chính mình, bạn tuổi mùi nhé vài câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim khẳng định được vị thế của mình trong công việc từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có người thay đổi theo chiều hướng tích cực nhờ bạn từ vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa nên cởi mở hơn và cho người khác cơ hội để tìm hiểu mình từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ hãy tích đức hành thiện chớ có tham lam quá nhiều từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc giúp đỡ những người thiếu kinh nghiệm hơn mình Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 18, số 55, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão. tử vi tuổi thân thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi thân bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày dễ gặp phải những điều không như ý muốn trong khoảng thời gian này. Có thể với những hành động vô tình của bạn đã khiến cho người khác hiểu lầm và kết quả là đôi bên có sự xích mích hoặc là to tiếng với nhau và khi gặp phải những tình huống như thế này tốt nhất là với bạn tuổi thân không nên quá mức bức xúc mà hãy bình tĩnh để giải thích cho những hành động của mình chỉ cần hiểu lầm được tháo gỡ là mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa với bạn tuổi thân đừng có để cho những sự diện của mình hủy hoại các mối quan hệ mà mình đang có nhé đáng buồn hơn trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có họa khắc với kim và đây là dấu hiệu chứng tỏ rằng mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia cũng không được tốt đẹp cho lắm. Một số vấn đề bất chợt nảy sinh khiến cho hai người đều cảm thấy buồn bực ở trong lòng, khó thông cảm được cho đối phương và với bạn tuổi thân bạn không nên để cho sự căng thẳng này kéo dài kéo lại ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình nhé về câu quyết cho bản tuổi thân trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy sẽ có sự hiểu lầm, xích mích với người khác. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa gặp những chuyện không được như ý muốn. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ hãy bình tĩnh giải thích những ý kiến của mình, từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, tránh đôi co với người khác vì việc đó là vô nghĩa, từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 84, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi giàu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan giúp sức điều này sẽ giúp cho bạn có được ý chí phấn đấu mạnh mẽ và một khi xác định được mục tiêu là bạn sẽ cố gắng đến cùng và đây là thời điểm thích hợp để cho bạn triển khai những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước đó và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu nếu như có công việc cần phải giải quyết thì với bạn cũng sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Với bạn sẽ nhận thấy rằng những điều mình đánh đổi từ trước tới nay là hoàn toàn xứng đáng bởi bạn đang nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo rất lớn nữa. Tuy nhiên, ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Điều này cũng cho thấy các mối quan hệ tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang phát triển không được lý tưởng cho lắm. Với bạn tuổi Dậu, không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của chính mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy kiên định với mục tiêu không nghe theo lời bàn ra tán vào của mọi người, từ vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù và quyết tâm, từ vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, các mối quan hệ phát triển không được lý tưởng, từ vi tuổi tan giàu thuộc mệnh mộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim lắng nghe những cảm xúc của chính bản thân mình vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 15 số 73 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi tốt bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều vận may về tài lộc trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn tham gia các trò chơi may rủi như là rút thăm trúng thưởng thì ngày hôm nay rất có thể khả năng bạn sẽ nhận được một phần thưởng lớn nào đó. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất, một số người làm việc chăm chỉ trong suốt khoảng thời gian vừa qua cũng sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Và đây cũng chính là nguồn động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa và dù có phải vất vả ra sao đi chăng nữa nhé. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy với bạn đang có được một mái nhà rất chi là hạnh phúc và nếu như bạn đã kết hôn, hai người có được sự thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mọi khi nóng nảy. Và nếu như bạn đang quản độc thân, bạn cũng có được cơ hội gặp được người khiến cho mình rung động nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa tiếp tục cố gắng hơn nữa để gây ấn tượng với lãnh đạo từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc vợ chồng có được sự bao dung cùng nhau vượt qua khó khăn từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nửa kia có được sự thấu hiểu và thông cảm cho bạn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 86, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi Tuất. tử vi tuổi hợi thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Điều này làm cho bạn tuổi hợi dễ khắc khẩu với nửa kia của mình, rồi ý kiến của đôi bên mâu thuẫn với nhau. Và khi cả hai người đều đang trong tình trạng nóng nảy thì tốt nhất là nên tạm dừng cuộc trò chuyện lại và chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn với bạn các mối quan hệ xã hội của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay cũng dễ gặp phải những điều không được như ý muốn và không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta cũng sẽ được đáp lại bằng một tình cảm tương xứng. Với bạn tuổi hợi, bạn cần phải chấp nhận thực tế đáng buồn này và không nên quá thất vọng với điều đó nhé. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, nếu như bạn rảnh rỗi, bạn hãy dành thời gian để xây dựng ra những kế hoạch cho tương lai, cho sự nghiệp của mình, cho cuộc sống của mình. Bạn hãy căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của bản thân để đặt ra những đích đến phù hợp, chứ có nên mơ mộng vẹn vong bạn tuổi hợi nhé về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa vợ chồng có sự mâu thuẫn tranh cãi xảy ra tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ các mối quan hệ xã hội không được như ý muốn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên hành động lý trí hơn chớ để cho cảm xúc lấn át tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim hãy có trách nhiệm hơn với gia đình của mình tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên lập ra những kế hoạch phấn đấu cho tương lai của mình và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 84, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày.